Vì sao Hoa hậu Bảo Ngọc đăng quang Miss Intercontinental 2022 nhưng chỉ hoạt động trong nước? Việc Hoa hậu Bảo Ngọc đăng quang cuộc thi cấp quốc tế nhưng đến nay chỉ miệt mài chạy sâu trong nước khiến người hâm mộ không khỏi thắc mắc. Mới đây, trong một livestream giao lưu cùng người hâm mộ, nàng hậu đã chính thức lên tiếng về vấn đề này. Lê Nguyễn Bảo Ngọc, sinh năm 2001, tại Cần Thơ, đăng quang Miss Intercontinental 2022 vào tháng 10 vừa qua trong sự vỡ òa của người hâm mộ. Tuy nhiên, sau khi chính thức trở thành tân hoa hậu, cô lại sớm trở về nước và gần như hoạt động tại Việt Nam, thay vì ở lại đất nước chủ nhà để hoạt động như các hoa hậu tiền nhiệm. Dù nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng cùng những hoạt động nghệ thuật và thiện nguyện nổi bật, nhưng việc Hoa hậu Bảo Ngọc chỉ hoạt động trong nước dù đăng quang một cuộc thi quốc tế khiến người hâm mộ không khỏi thắc mắc. Mới đây, trong một livestream giao lưu cùng người hâm mộ, nàng hậu đã chính thức lên tiếng về vấn đề này. Cụ thể, Hoa hậu Bảo Ngọc cho biết, dù đăng quang Miss Intercontinental, nhưng cô vẫn đang trong nhiệm kỳ với tư cách là Á hậu 1 của Miss World Việt Nam 2022. Vì vậy, nhiều dự án và hợp đồng trong nước vẫn còn tồn đọng khá nhiều. Đồng thời, cô và ban tổ chức Miss Intercontinental cũng đã thống nhất với nhau việc những hoạt động sẽ rời sang năm sau vì cô muốn làm việc có kế hoạch. Năm nay ngoài việc Bảo Ngọc có làm giám khảo Hoa hậu Việt Nam, đi sự kiện bên công ty và đồng thời là quyền lợi của top 3 vẫn còn tồn đọng. Mọi người cũng thấy là mình đi thi nhanh quá nên chưa kịp trả hết tài trợ nên mình sẽ tranh thủ giải quyết hết những cái điều đó và mình sẽ set up dàn trận sẵn cho năm sau. Năm nay dàn trận năm sau mình bung nên mình muốn làm việc có kế hoạch và đầu tư nên không thể làm liền được, Bảo Ngọc cho biết. Ngoài ra, nàng hậu cũng khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ đến những dự án thiện nguyện của mình. Theo cô, việc xin kinh phí không phải chuyện dễ dàng, nhất là khi đã làm hoa hậu thì việc kêu gọi vốn phải được thực hiện theo một cách khác. Trong livestream, Bảo Ngọc cũng bật mí đến người xem việc bản thân đã được đầu tư vượt qua chỉ tiêu dự định ban đầu.